Hello anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Anphat Computer. Đây là Lenovo Center Gaming, một thiết bị đồng bộ chuyên gaming đến từ Lenovo sẽ có mức giá khoảng hơn 20 triệu đồng, cụ thể luôn là khoảng 22 triệu đồng. Với 22 triệu đồng, nếu như anh em xây dựng được một bộ PC và đầy đủ tất cả các linh kiện để ráp thành một bộ PC giống như ở đây thì sẽ có mức giá loanh quanh 22 triệu anh em sẽ có được một cái mẫu CPU Intel Core i5 này, một mẫu card đồ họa là khoảng GTX 1660, 1660 Super sẽ loanh quanh khoảng đấy thôi. Thì với cái thiết bị Lenovo Center Gaming đây cũng có một cấu hình tương tự như vậy. Các bạn sẽ nghĩ rằng 22 triệu mà đồng bộ thì thường sẽ nghĩ rằng cấu hình yếu lắm, nhưng không. Theo như tầm giá hiện tại nhá, xét theo tỷ giá hiện tại cuối năm 2021 thì mức giá card đồ họa công nhận là có leo thang, thì với những thiết bị gaming đồng bộ này cũng là một lựa chọn rất tốt để anh em có thể cân nhắc và lựa chọn. Thì đầu tiên mình sẽ miêu tả một chút về cái phần vẻ ngoài đi. Ở bên trên đây chúng ta sẽ có dòng chữ tên của sản phẩm là Idea Center Gaming. Ở dưới đây chúng ta sẽ có một rẻ led để khi các bạn bật máy bật lên thì rẻ led đấy sẽ sáng. Ở đằng trước đây sẽ có một số những cái cổng kết nối, như đây các bạn có thể thấy được là cổng USB Type-C, USB Type-A, một cổng khe thẻ SD và jack audio combo và nút nguồn. Khi các bạn bấm lên thì thiết bị sẽ chạy, thì đồng ý là khi bật thì máy nào chả hơi ồn một chút. Thì đây mình sẽ mở ra cho để anh em có thể thấy được. Và cách mở sản phẩm cũng rất dễ thôi, cũng giống như các bộ PC thông thường. Bạn sẽ rút những cái thanh nắp hông ra và sẽ lộ ra toàn bộ tất cả những cái linh kiện ở bên trong. Và đây các bạn có thể nhìn thấy được ở đây, khu vực ở trên đây sẽ là cái tản nhiệt cho CPU và VGA đang có ở đây. Và để có thể vào sâu hơn thì các bạn có thể tháo ra những cái lớp ở bên ngoài đây. Các bạn chỉ cần cạy nhẹ thôi là ra rồi. Cái phần ốp đây nữa chỉ cần đẩy tay có lực vừa phải một chút thì anh em có thể nhấc được cái phần này ra. Sau khi mà mình đã tháo hết tất cả các linh kiện ra thì các bạn có thể nhìn thấy được đây chính xác là một thiết bị All-in-One. Nhìn trông các bạn đã biết được rồi, chúng ta sẽ có được ở đây một bộ nguồn đến từ Acerbell với công suất là 380W. Anh em yên tâm về chất lượng của những cái bộ nguồn All-in-One. Thông thường thì để mà phù hợp được cái tiêu chuẩn của những cái thiết bị gọi là PC đồng bộ ấy thì những bộ nguồn này sẽ có cái công suất là chắc chắn sẽ phải là công suất thực và độ bền sản phẩm sẽ phải là rất cao. Thì chúng ta sẽ có tổng cộng là hai quạt tản nhiệt, một quạt để hút gió ở khu vực đằng trước và một quạt đằng sau để thổi gió ra để đảm bảo cái airflow bên trong bộ cây được tốt. Ở dưới cái tản nhiệt trong một phiên bản stock khác của Intel thôi thì là CPU Intel Core i5 10400. Bây giờ thì các bạn không biết các bạn đánh giá ra sao, nhưng mình đánh giá là đối với bộ PC đồng bộ mà có thể chơi game được thì với Intel Core i5 10400 hay là 11400 thì cũng xem nhau thôi. Bạn nào mà quan tâm thì hoàn toàn có thể nâng cấp được. Các bạn chỉ cần tháo ra và nâng cấp bình thường, bởi vì vẫn là CPU sử dụng socket 1200, RAM sẽ được cắm sẵn là một thanh 8GB. Nhưng theo mình tốt nhất các bạn nên mua thêm một thanh RAM nữa. Đây một thanh RAM 8GB nữa cắm vào để nâng cấp dung lượng lên thành 16GB thì sử dụng sẽ là tốt nhất. Còn về thành phần card đồ họa thì ở đây sẽ là một phiên bản GTX 1660 Super. Thì đối với em card đồ họa này thì chúng ta sẽ không có tản nhiệt, cái tản nhiệt này sẽ không có ống đồng đâu, sẽ sử dụng tản nhiệt lõi nhôm thôi. Và cái nhiệt độ khi mình test được sẽ loanh quanh khoảng chừng từ 70 đến 80 độ C, không phải mức nhiệt quá cao. Còn đối với những anh em nào mà sử dụng cái kiểu là bộ card đồ họa kiểu nó mát mẻ quen rồi thì hoàn toàn có thể nhấc cái em GTX 1660 Super này ra và lắp thêm một em khác vào, miễn là sử dụng một cổng cấp nguồn 8 pin và công suất khoảng từ 150W đổ lại thì hoàn toàn có thể nâng cấp về lâu về dài. Nếu như anh em thích nâng cấp thêm thì đấy là những cái ưu điểm của những cái sản phẩm đồng bộ mà Lenovo Center Gaming mang lại. Ngoài ra thì nhìn sâu qua một chút thì các bạn sẽ có thêm một khe SSD nữa, thì khe SSD này trông vô cùng nhỏ nhắn thôi, chúng ta sẽ có thêm cả miếng nhôm để có thể tản nhiệt cho SSD nữa, khá là chu đáo đến từ Lenovo. Theo như mình thì nếu như anh em mua bộ PC này về, bộ PC đồng bộ này sẽ loanh quanh khoảng 22 triệu đồng thì nên bỏ ra thêm 1 triệu nữa tối thiểu là để nâng cấp thêm RAM, và có điều kiện thì mua thêm một cái ổ cứng nữa, 1TB HDD cũng được, hoặc mua thêm một SSD nữa. SSD bây giờ rẻ lắm, với những mẫu SSD thậm chí 1TB chỉ có khoảng 1,5-2 triệu chúng ta hoàn toàn có thể sở hữu được rồi. Thì như vậy thì anh em sử dụng sẽ là hiệu quả nhất. Đối với những bộ PC đồng bộ với cấu hình PC này thì chắc tất nhiên là anh em đã biết quá nhiều rồi. GTX 1660 Super thì không ai còn lạ nữa, kể cả CPU Intel Core i5. Nhưng khi mà sử dụng và kết hợp với nhau thực tế mà trong bộ PC kín mít thì hiệu quả sẽ mang lại nào? Thì ngay bây giờ mình sẽ đến luôn cái phần test hiệu năng để anh em có thể thấy được.
This. Tổng kết lại, theo như mình đánh giá thì Lenovo Idea Center Gaming là một sản phẩm hoàn toàn tốt để các bạn có thể cân nhắc. Ví dụ như các bạn xin phụ huynh mua những cái sản phẩm bộ PC, nếu mà trông màu mè quá thì đúng là hơi khó thật. Bạn mua máy về chỉ là chơi game đúng không? Nếu như các bạn đang vẫn muốn mua những cái sản phẩm có một cấu hình cao mà là những thiết bị đồng bộ thì tất nhiên là xin phụ huynh sẽ dễ hơn. Thì đây sẽ là một sản phẩm cực kỳ đáng lựa chọn dành cho anh em. Và nếu như anh em kiểu là lo ngại rằng những thiết bị đồng bộ như này thì cổng kết nối có đầy đủ hay không, thì mình trả lời là có. Như các bạn đã thấy được ở đằng trước thì mình đã nói rồi là có đầy đủ tất cả các cổng kết nối. Ở mặt sau thì các bạn sẽ có thêm tổng cộng là 4 cổng USB Type-A và 1 cổng mạng LAN nữa để có thể sử dụng. Card họa thì sẽ có 3 cổng xuất hình, thế nên anh em không cần phải lo lắng nếu như mua bộ PC về để sử dụng cho cái nhu cầu là kiểu xuất đa màn hình. Thì anh em đánh giá sao về sản phẩm Lenovo Idea Gaming Center? Đừng quên để lại ý kiến ở ngay dưới mục bình luận của video. Hẹn gặp lại các bạn ở trong video sau, tất nhiên đường link ở phần mô tả nhé. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video này. Và nếu như có thắc mắc về bất kỳ sản phẩm hay chương trình khuyến mại nào thì đường link tư vấn miễn phí cũng như là mua hàng mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video. Và nếu chưa đủ tiền để rước em nó về, đừng quên là An Phát có trả góp 0%. Nhớ like, share cũng như subscribe và để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.